nơi duy nhất trên trái đất COVID-19 chưa hề bén mạng đến, không có virus corona thì cũng chẳng thể ra khỏi nhà được. Ở thời điểm hiện tại, đây được coi là nơi an toàn nhất trên thế giới vì không có mối liên hệ với bên ngoài và cách rất xa mọi khu dân cư. Đến nay, trong khi các châu lục khác phải chống chọi với đại dịch COVID-19, thì có một lục địa vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm nào. Đó chính là Nam Cực lạnh giá và cằn cỗi, nơi mà cái lạnh và bóng tối của mùa đông đang đến rất nhanh. Có nhiều người nói rằng Nam Cực từ chỗ là nơi nguy hiểm nhất, với mức nhiệt độ có thể giảm xuống gần âm 90 độ C và vận tốc gió lên đến 322 km/h, nay đã trở thành nơi an toàn nhất trên thế giới trước dịch COVID-19 tính đến thời điểm này. Trong vòng vài tháng qua, khoảng 4.000 người thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã theo dõi diễn biến dịch COVID-19 từ Nam Cực. Alberto de la Rivas, 35 tuổi, là người đứng đầu đoàn thám hiểm của Ý đến Nam Cực cho biết, bạn bè và đồng nghiệp của anh tại quê nhà nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp. Tốt hơn hết là cậu nên ở lại, Nam Cực rất an toàn đấy. Hiện tại, ngay cả trong thời gian bình thường, chỉ có một số người hạn chế được phép rời vào đến Nam Cực. Nhân viên y tế cũng bắt đầu kiểm tra các dấu hiệu của COVID-19 và các bệnh khác. Alberto tự tin nói, bây giờ Nam Cực là nơi an toàn nhất trên thế giới vì không có liên hệ với bên ngoài và cách rất xa mọi khu dân cư. Một nhân viên của trạm nghiên cứu của Mỹ đã đăng bức ảnh chụp rất nhiều thùng giấy vệ sinh với chú thích: đừng lo lắng cho chúng tôi. Những người đóng quân ở Nam Cực có thể chưa bị nhiễm COVID-19, nhưng họ sẽ gặp rủi ro lớn nếu như bị như thế. Hầu hết các cơ sở chỉ có khả năng xử lý một trường hợp đơn lẻ và họ sẽ phải vật lộn để ngăn chặn tình trạng lây lan nhanh. Tim Hedlund là điều phối viên y tế của một trạm nghiên cứu của Đức cho biết, phần lớn các trạm chỉ có một bác sĩ trong suốt mùa đông. Và tất nhiên, chẳng ai đảm bảo rằng đại dịch sẽ không lây lan đến tận Nam Cực. Ông Jeff Ayton, là giám đốc y tế bộ phận Nam Cực của Úc cho biết, không lục địa nào miễn nhiễm với virus corona, kể cả Nam Cực. Nam Cực là nơi đặt các cơ sở nghiên cứu của 28 quốc gia trên thế giới. Đa số nhân viên đều ở lại đây từ 1 đến 2 mùa để tiến hành hỗ trợ các nghiên cứu khoa học. Dân số của lục địa này cao nhất vào mùa hè, từ tháng 10 đến tháng 2. Đến mùa đông, Nam Cực rơi vào bóng tối và nhiệt độ giảm mạnh, khiến cho nhiều trạm nghiên cứu đóng cửa. Trong thời gian này, ở nguyên trong trạm, dù có dịch bệnh hay không, là một việc được rất nhiều người thực hiện do điều kiện thời tiết quá khắc nghiệt. Khi dịch COVID-19 đang lây lan theo cấp số nhân ở phần còn lại của thế giới, thì cuộc sống ở Nam Cực vẫn diễn ra bình thường. Chỉ có điều, mọi người chăm dùng nước rửa tay hơn. Tuy đến nay, dịch COVID-19 vẫn chưa xuất hiện và nghe có vẻ xa vời, nhưng việc giữ cho Nam Cực an toàn khỏi virus corona là ưu tiên hàng đầu của các quốc gia có căn cứ ở đó. Ông Michel Rogan là thư ký Hội đồng Quản lý Chương trình Quốc gia ở Nam Cực nói, tôi tham gia vào hoạt động ở Nam Cực từ năm 1988, nhưng chưa bao giờ chứng kiến thế giới phải đối mặt với thách thức như COVID-19. Trong điều kiện hạn chế như ở Nam Cực, các bệnh truyền nhiễm luôn là vấn đề đáng quan tâm. Một người giải thích rằng, sống tại Nam Cực cũng giống như sống trên mặt trăng hay là trên sao hỏa vậy. Chúng tôi không thể đưa người về ngay lập tức. Tại các trạm của Úc, chúng tôi phải chuẩn bị trước 9 tháng để tiến hành sơ tán y tế. Tuy chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào, nhưng nhân viên y tế ở Nam Cực có rất nhiều lý do để lo lắng. Một người chia sẻ rằng, nếu các bạn bị mắc bệnh truyền nhiễm ở một nơi xa xôi hẻo lánh với các cơ sở y tế hạn chế, nó sẽ là gánh nặng đối với các bác sĩ của trạm đó vì không có y tá hay là chuyên gia chăm sóc sức khỏe nào hỗ trợ. Trong khi nhiều quốc gia đã đóng cửa các trạm để nghỉ đông trước đợt bùng phát dịch, cơ sở của McMurdo của Mỹ quy mô lên đến 1.000 người chỉ mới hoàn thành chương trình mùa hè. Hiện nhiều máy bay vẫn qua lại để đưa người đi và đến trạm. Những ai muốn tới Nam Cực đều được kiểm tra và phải cách ly dưới sự giám sát của cố vấn y tế. Dù vậy, họ không được xét nghiệm COVID-19. Tuy các trạm đều bị cô lập, nhưng điện thoại và Internet vẫn được duy trì giúp họ cập nhật tình hình thế giới. Ý kiến về đại dịch của mọi người cũng rất khác nhau. Trong khi có người mong muốn sớm về nhà đoàn tụ với gia đình, thì một số người lại nói rằng họ muốn ở lại Nam Cực cho an toàn.